Vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị, quý cô bác lại đến với nhà đất Phan Công. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị, quý cô bác một mảnh vườn tọa lạc tại xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, quý cô bác, quý anh chị nhé. Cái mảnh đất của mình thì có tổng diện tích là 9 sào nha quý anh chị. 9 sào nằm ngay trung tâm của xã Đắk Nờ Rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, quý anh chị nhé. Và cái mảnh vườn của mình thì chủ nhà đã trồng được 500 trụ tiêu, đang cho giai đoạn kinh doanh quý anh chị ạ. Tiêu thì tương đối đẹp quý anh chị nhé. Và có trồng thêm được 100 cây cà phê dây nữa nhé quý anh chị. Cà phê dây trồng năm thứ hai rồi quý anh chị ạ. Và cái mảnh đất của mình thì chủ nhà đã trồng kín sầu riêng từ 2 năm tuổi đến 4 năm tuổi quý anh chị nhé. Sầu riêng đang rất là đẹp luôn quý anh chị. Có chủ nhà có trồng thêm được một ít cây 034 nữa quý anh chị nhé. Bơ 034 quý anh chị ạ. Trên cái mảnh vườn của mình thì diện tích đất tương đối thoải đều quý anh chị nhé. Và mảnh đất của mình thì khuất gió hoàn toàn nha quý anh chị. Rất là khuất gió luôn. Và từ đường nhựa đi đến cái mảnh đất này khoảng 300m thôi quý anh chị nhé. Đất thì chất đất đỏ ba gian, khuất gió, nằm ngay sau nhà thờ giáo xứ Nguy Trung luôn quý anh chị nhé. Rất thuận tiện để quý anh chị có thể vừa làm mà lại có thể ở được luôn quý anh chị ạ. Từ cái mảnh vườn của mình mà đi ra trung tâm trường học xã Đắk Nờ Dờ Rung và rơi vào tầm khoảng 1 km thôi quý anh chị ạ. Tiêu thì tương đối thôi quý anh chị nhé. Không, chủ nhà chỉ chủ yếu là chăm sóc cây sầu riêng. Tiêu thì chủ nhà chỉ có xen canh vào để tăng thêm thu nhập cho mảnh vườn của mình thôi quý anh chị nhé. Và sầu riêng thì đang rất là đẹp luôn quý anh chị. Tổng số cây sầu riêng rơi vào tầm khoảng 90 cây quý anh chị nhé. 90 cây sầu riêng từ 2 năm tuổi cho đến 4 năm tuổi quý anh chị nhé. Đã trồng kín sầu riêng trên diện tích đất 9 sào này nhé quý anh chị. Đường xá thì thuận tiện, xe bán tải có thể đi đến cuối chân rẫy của mình luôn quý anh chị nhé. Khu này là dân cư đã ở xung quanh rồi quý anh chị nhé. Ở bên dưới này dân cư đã ở hết ở bên dưới rồi. Và sầu riêng thì đang rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Năm nay đã bắt đầu cho thu hoạch rồi nhé quý anh chị. Quý anh chị muốn biết thêm thông tin cái mảnh vườn của mình thì xin vui lòng liên hệ cho em qua số điện thoại 0345 137793 quý anh chị nhé. Nằm ngay trung tâm xã Đắk Nờ Dờ Rung, từ đường nhựa vào chỉ rơi vào tầm 300m thôi quý anh chị nhé. Và trên đất thì đã trồng kín sầu riêng, tiêu và cà phê quý anh chị ạ. Đất tương đối thoải đều, khuất gió quý anh chị nhé. Và cái giá của chủ nhà đưa ra cái thời điểm hiện tại cho cái mảnh vườn 9 sào của mình là 1 tỷ 700 triệu, có thương lượng nhẹ quý anh chị nhé. Và theo chỗ này đó là nhà thờ giáo xứ Nguy Trung quý anh chị nhé. Cái mảnh vườn của mình thì nằm ngay sau nhà thờ giáo xứ Nguy Trung luôn quý anh chị ạ. Mọi thông tin liên quan đến mảnh vườn, quý anh chị muốn biết thêm chi tiết hơn thì xin vui lòng gọi cho em qua số điện thoại 0345 137793 quý anh chị nhé. Dạ vâng, kính chào toàn thể mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của em.